Chọn một chiếc xe đạp tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Cho dù bạn muốn đi làm hay là rèn luyện sức khỏe, xe đạp là công cụ hoàn hảo để thực hiện điều đó. Nhưng hiện trên thị trường có vô số loại xe đạp khác nhau và ngày càng tăng lên, khiến người dùng rất khó để chọn lựa. Vì vậy, nếu bạn đang tự hỏi, tôi nên mua loại xe đạp nào? Bike to School sẽ hướng dẫn để giúp bạn tìm được chiếc tốt nhất cho nhu cầu của mình. Đúng như tên gọi, xe đạp đường trường là loại xe đạp chạy trên những con đường có bề mặt phẳng, thường là để đi càng nhanh càng tốt. Chúng có khung nhẹ và lớp mỏng được thiết kế để giúp bạn đạt được tốc độ tối đa với nỗ lực tối thiểu. Đi đông được thiết kế phòng súng cho phép bạn vào vị trí lái xe hiệu quả và khí động học, đồng thời có khả năng sang số phù hợp với tốc độ tối đa. Tuy nhiên, vị trí lái tập trung và tốc độ nên có thể gây cảm giác không thoải mái. Bánh xe và lốp xe nhẹ dễ bị hư hại do lề đường và ổ gà. Nhiều xe đạp đường trường chuyên dụng cũng sẽ thiếu khả năng chở hành lý. Vì vậy, nếu bạn cần chở một khối lượng lớn, chúng có vẻ không phải là sản phẩm dành cho bạn. Được chế tạo để đáp ứng những địa hình hiểm trở nhất, xe đạp leo núi được chế tạo bền bỉ với lớp có gờ cứng cáp được thiết kế để tạo độ bám trên hầu hết mọi bề mặt. Chúng cũng có hệ thống phanh đĩa mạnh mẽ để đạt hiệu suất cao. Các dòng xe đắt tiền hơn sẽ có hệ thống treo ở cả hai đầu để kiểm soát tốt hơn trên mặt đất gồ ghề. Hộp số được thiết kế để giúp bạn lên và xuống địa hình dốc với phạm vi rộng để thực hiện các độ dốc khác nhau. Ngay cả khi bạn không có kế hoạch vượt qua các dãy núi, xe đạp leo núi có thể là lựa chọn tốt để giải trí thông thường nhờ tư thế lái thoải mái hơn. Mặc dù hệ thống treo rất phù hợp cho việc lái xe địa hình đơn thuần, nhưng nó có nghĩa là tăng thêm trọng lượng, tốn nhiều chi phí hơn và có thể không hiệu quả. Vì vậy tốt nhất nên tránh nếu bạn định dành phần lớn thời gian trên đường trường. Một chiếc xe đạp du lịch được thiết kế để thực hiện mọi thứ, từ đi làm đến cuộc phiêu lưu xuyên lục địa. Chúng có xu hướng có cùng kích thước bánh xe như xe đạp đường trường, nhưng với lớp to hơn cho phép bạn thoải mái đi ở các loại địa hình khác nhau. Vị trí ngồi thoải mái hơn và hình dạng ổn định hơn của một chiếc xe đạp du lịch có nghĩa là bạn có thể thực hiện hầu hết mọi thứ, cho dù đó là vượt núi khi đã chất đầy đồ hoặc chạy nhanh để làm việc. Xe đạp thành phố thực hiện công việc tốt nhất là cung cấp phương tiện di chuyển trong phạm vi ngắn trong các thị trấn có địa hình bằng phẳng. Điều hấp dẫn ở kiểu xe đạp này là sự đơn giản, thiết thực và mạnh mẽ của nó. Tư thế đạp xe thẳng đứng giúp bạn có tầm nhìn tốt để quan sát giao thông trên phố. Nhược điểm chính là chúng có xu hướng khá nặng, và trong khi tư thế lái thoải mái, nó lại không có hiệu suất tốt, và hẳn là bạn sẽ không muốn vượt qua bất kỳ ngọn đồi lớn nào bằng xe đạp này cả. Nếu bạn cần kết hợp một chút đi xe đạp với di chuyển bằng phương tiện công cộng trong đô thị, thì không có gì tốt hơn một chiếc xe đạp gấp. Chúng phù hợp nhất với các chuyến đi ngắn, đặc biệt khi không gian lưu trữ ít và tính di động của chúng rất lý tưởng khi bạn có thể phải lên tàu hoặc xe buýt để đến nơi mình sẽ đến. Xe đạp gấp khá phổ biến đối với những người đi làm ở các thành phố lớn, có những chiếc xe nhỏ gọn tới mức bạn có thể để nó gọn gàng ngay dưới gầm bàn làm việc của mình.